vô là tới nhà giờ này cũng bắt suốt. Dạ, là cô gọi là xem cậu Vũ Linh suốt hả cô? Thì phải nói là fan cứng luôn rồi đó cô. Con từ hồi đó tới giờ luôn. Cô hôm nay bao nhiêu tuổi cô? 65. Dạ. Thôi thì cô thúc thương đi ha. Vậy là cô cũng bằng ngang ngang tuổi cậu năm rồi. Cậu năm 66. Thì cô sanh cũng chung một năm đó, 1958. Dạ. À tuổi mình tính 65 66 giống nhau hết cơ ha. Tại vì do người ta lên tuổi xuống tuổi gì đó. Nãy giờ em thấy cô cầm cái nén hương á, cô đội cái nón á cả nhà, cô đội cái nón cầm cái nén hương, cô hồi hướng cầu nguyện cho cậu Năm Vũ Linh rất là lâu luôn. Các em đến đây để hiến thăm anh là phù hộ từ dưới biển lên đây thì hâm mộ anh đốt cho anh ba nén hương này, anh phù hộ cho các em. Cô lại luôn cả nhà, cô quỳ cô lại luôn, rất là quý tấm lòng của cô. Dạ trời mưa á cô, do chuẩn bị trời mưa tụi con nhỏ, tại bông nó nằm ra phía ngoài này lần nè, tụi con dọn dẹp với lại cũng chuẩn bị về luôn. Dạ thường là tụi con ở đây. Dạ. Cái hồi sáng này là cô xem là cái rạp này mới dựng. Hôm qua cô. Hôm qua thì dạ. Mới dựng hôm qua, còn hôm tại là bên đó. Dạ đúng rồi. Rồi là cô cũng có xem, ngày nào cũng có xem hết. Dạ. Là mấy cháu lên YouTube ở đây á. Dạ YouTube. Là điều YouTube ở đây là điều cô Năm con hết. Dạ. Cô thứ năm luôn hả cô? Cô thứ năm. Ồ cô Năm đi viếng cậu Năm. Quá hay luôn. Dạ. Cô ở Bến Tre Bình Đại hả cô? Từ ở Bến Tre cô lên đây luôn. À, cô lên đây ngày hai bữa trại cho nên rủ đứa em nó đi nó ở trên đây. Là cô với chị cô hai cô là chị em. Dạ cô, quá quý luôn. Cô ở thành phố. Cô ở thành phố. Ở thành phố thì lên cô đây. Á nói đúng ra là cô ít có coi cái lương rồi. Dạ. Nhưng mà cô coi chú Vũ Linh nè là lúc mà mới giải phóng vô đó là coi cái đoàn mà chú thành lập ra cái đoàn đó. Dạ. Rồi sau này là chú như là chú sang cái đoàn đó. Dạ. Là từ đó sao cô không có coi nữa. Dạ. Mà cô ấy là tại vì biết sao cô ái mộ chú, cô quý chú là cái chỗ gì, chú có cái gương mặt hiền. Dạ. Với lại chú là một cái người là cũng như là tốt bụng hay làm từ thiện. Dạ. Thành là cô quý cái cô phải là coi từ cô không phải là cái người mà chuyên môn để mà coi cái lương. Dạ. Vũ Linh này mà đi xuống từ thiện ở dưới Cà Mau, dưới Cần Thơ đó, dưới Đồng Tháp đó là mỗi khi cô Năm dẫn coi. Dạ. Rồi khi chú Vũ Linh này, anh Vũ Linh này còn sống á, là coi như anh kể từ chi tiết gia đình á, là cô Năm cũng vẫn bắt coi luôn. Dạ. Cho nên là lên đây chơi với nhỏ em rồi rủ gần đi vô đây. Cậu Năm Vũ Linh có về Bến Tre từ thiện gì không cô? À, hồi đó là Năm Vũ Linh nó có về ca hát. Dạ. Có về mấy lần là điều cô dẫn có đi coi hết. Cô có gặp ngoài rồi? Có gặp. Có lỡ gần chưa? Có. Bắt tay nắm tay ôm gì chưa? Không. Không hả? Không, nhưng mà hả hơn nghe về là đi tới liền. Vậy hả? Ừ. Lúc đó thì đi coi hát rồi dễ không cô? Dễ. Lúc đó Vũ Linh xuống là Vũ Linh cất tiếng hát lên cái ai cũng đều khen ngợi hết. Dạ. Nói trời ơi Vũ Linh ca hay quá. Dạ. Còn cô Năm á thì coi suốt. Dạ. Coi bắt coi YouTube cái gì ha. Của coi hết. Của cậu Vũ Linh là coi. Cậu trước là coi từ hồi lúc cái cuốn băng mà cái lương rồi. Rồi hậu quản gì cũng coi hết, rồi đóng tuồng gì cũng coi hết. Quá quý luôn. Thì hôm nay là rồi cái từ ngày Vũ Linh mất tới giờ á là cô cũng coi suốt luôn.
Tôi tới từ hồi Vũ Linh mà lúc tắt thở rồi lên trực tiếp đó ha. Cô Năm coi thức suốt tới 3 giờ tẳng. Rồi khi đi chôn rồi khi làm đám, khi ngày tới ngày luôn. Làm đám là đi chôn luôn. Vậy là cô coi từ sáng cho tới 3 giờ đêm luôn. Coi tới 3 giờ đêm đi chôn luôn. Coi hát luôn. Dạ. Coi thức luôn, thức tới 3 giờ sáng luôn. Rồi sáng bắt đầu coi là coi tiếp nữa. Luôn. Dạ. Ý là cô muốn biết thông tin của cậu Năm như thế nào ha, lo được. Lắng không cô? Biết rằng coi, rằng tìm hiểu. Tìm hiểu, lo lắng cho cậu ha. Dạ. Còn còn ngày mà bữa mà 49 ngày á. Dạ. Là cô Hồng Nga, cô Nga. Cô Nga, cô Kim Nga. Nga mà tra cái bản đó là cô Năm cũng khóc theo luôn. Khóc luôn. À, chị đêm, Kim Nga. Đêm mưa nhớ cậu ha, đêm mưa nhớ cậu. Đêm mưa nhớ cậu á. Dạ. Là cô cũng khóc theo luôn á. Dạ. Nghe ca đêm nay tiếng mưa con ngồi đây nhớ cậu đó. Dạ. Bài đó thì nhớ mẹ nhưng mà chị Kim Nga sửa lời, chế lại. Hồi đó Phi Nhung chết là cô còn khóc nhiều hơn nữa. Dạ. Hay bài đó là chị Kim Nga hát ai cũng rơi nước mắt hết. Ai cũng rớt hết trơn. Dạ đúng rồi. Linh Tâm á nó cũng khóc. Dạ đúng rồi. Đời, mỗi lần thấy Linh Tâm lên đây quỳ lại cũng khóc. Dạ đúng rồi. Vậy là cô có coi ha, bộ cậu chú Linh Tâm lên đây. Có lên đây bao nhiêu lần là cô Năm cũng bắt. Dạ. Đấy, bắt coi suốt. Quá quý luôn. Rồi, cảm ơn cô hay cô. À, bữa nay là cái sự trùng hợp là ngày thứ 5 là cô Năm lên thắp nhang cho cậu Năm. Hay à. Cái ngày trùng hợp ngày thứ 5 cô Năm thắp nhang cho cậu Năm. Mà phải tháng 5 nó thì quá là cô Năm thật chia sẻ luôn. Dạ. Cô cũng bệnh dữ lắm nhưng mà ít có lên được, cô Năm không uống sao đi lên rủ đứa em đặng lên đây. Dạ. Đó, lại đốt cho thắp cho Vũ Linh một cái nén nhang. Dạ. Đó là cái tấm lòng của cô Năm. Dạ. Hôm nay thì cô đến đây là lần đầu tiên. Đầu tiên luôn á. Dạ. Thì cô tại vì từ xa quá rồi không có người đi. Dạ. Đó. Cô đến đây lần đầu tiên thì cô thấy mộ, bây giờ cô nhìn thấy rồi mộ cô Năm thế nào, cô có thể cho khán giả biết được thực tế không cô? Có, cô Năm vẫn bắt câu suốt mà vẫn đẹp mà. Ý là thực tế nè, thực tế là thấy mộ như thế nào, có so với lại trên coi trên YouTube á khác nhau gì không? Cô Năm cũng nguyện vọng ở dưới xã ha. Dạ. Là cô Năm đã nguyện vọng lên được tới Vũ Linh rồi. Dạ. Lên tới mộ đã giếng Vũ Linh đốt cho Vũ Linh cây nhang. Dạ. À, nhiều khi á mấy đứa cháu ở dưới này thầy cái gì này bà coi gì Vũ Linh suốt à. Dạ. Chắc bà ở gần, chắc bà lại giếng thăm Vũ Linh hoài quá. Dạ. Nói trời tao mà ở gần hả, tao có ơn phước tao đi vô liền. Tao vô liền. Dạ. Dạ. Mà nó thấy được là nó môi mốt nó hết biết bà này luôn. Cô cho con hỏi một câu, hồi nãy cô thấy cô nguyện rất là lâu, cô nguyện cái gì cho cậu Vũ Năm Vũ Linh à, cô thì, chia sẻ không cô? Thì nguyện cho Vũ Linh nay là đến đây. Dạ. Cô Năm chỉ đốt cho Vũ Linh ba nén hương để cô Vũ Linh phù hộ cho các pha hâm mộ được bình an hạnh giỏi hết và con cháu tất cả cho vạn sự như ý cho được bình an may mắn ha, cho gặp nhiều may mắn. Dồ, quá hay luôn. Cấp nãy con thấy cô nguyện rất là lâu và rất là nhiều nên con muốn hỏi cô nguyện vậy đó. Bị cô ao ước hả, nếu cô lên đây đốt được Vũ Linh cây nhang là cô Năm nguyện vậy. Vui rồi ha. Dạ con cảm ơn cô đã có những lời chia sẻ chân thành thật lòng mà từ Bến Tre đến đây để viếng cậu Năm Vũ Linh. Thì con cũng thay mặt mọi người cảm ơn cô và chúc cô nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cô. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Chúc cho cô Năm được nhiều sức khỏe ạ. Dạ thì cũng chiều rồi cả nhà nên em cũng thắp một nén hương để sưởi ấm hương linh của cậu Năm vào lúc chiều và tối ha. Thì bây giờ em để máy đây để vào thắp hương nha cả nhà. Dạ thì em cũng thắp hương cho cậu Năm xong rồi cả nhà. Thì buổi chiều nay thì trời cũng đang chuyển âm u. Thì cũng có một anh giao hàng tới thắp mộ cho cậu nè. Đó. Ảnh quỳ, ảnh khấn anh lại luôn cả nhà. Mộ của cậu thì được sắp xếp gọn gàng lại rồi.
bông hoa thì cũng được dẹp gọn gàng, tránh những con nai con hươu cũng như là trời mưa gió. Rồi hy vọng là chiều nay trời đừng có đổ cơn mưa nào hết, cho nó mát trời đi. Cả nhà cũng nhìn ở trên bầu trời nè, trời đang chuyển mây rất là đen, và em thấy như mưa phùn nhẹ nhẹ đó cả nhà, mưa lất rất rồi đó. Mặt trời thì ở phía đây vẫn còn đó, nó xuống núi rồi. Thì em có lẽ là em xin chào tạm biệt, hẹn cả nhà ở ngày mai ở một clip khác. Vào ngày mai sáng sớm mai em lại tiếp tục đến để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Thì em xin chào tạm biệt. Trong lúc mà quay video ghi hình có gì mà sai sót, có gì mà sai thì mong cả nhà thông cảm nha. Có nói gì lỡ lời thì quan hỷ bỏ qua cho em. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Bye bye ạ.